Hơn 70 năm trước, người thanh niên dân tộc Thái Lò Văn Inh vừa lập gia đình và có người con trai đầu lòng. Khi ấy, khắp miền Tây Bắc, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông, Giao, Hà Nhì thi đua phục vụ hậu cần cho chiến dịch. Còn ông Lò Văn Inh thì quyết định xung phong lên chiến trường. Giờ đã 95 tuổi, tai không còn nghe rõ, mắt không còn nhìn rõ, nhưng ký ức về những ngày kéo pháo ở chiến trường Điện Biên Phủ đối với ông chỉ mới như ngày hôm qua. Pháo ở đằng sau ra ngụy trang hết, xe dù chỗ nào khó khăn thì người túm vào kéo, lòng quyết tâm còn cao hơn núi, lòng quyết tâm đến bằng thắng bằng được. Khu vực này trước kia là xã Trà Tở, huyện Mường Lai, tỉnh Lai Châu, cách chiến trường Điện Biên Phủ hơn 200 cây số đường rừng khó đi như thế này ạ. Và những người lính lúc ấy mới 19 đôi mươi như là cụ Lò Văn Inh thì đã xung phong là đi bộ hàng tuần trời để đến với chiến trường Điện Biên Phủ. Cả huyện biên giới Nậm Pồ giờ chỉ còn lại 3 cựu chiến binh từng tham gia phục vụ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Họ đều là đồng bào dân tộc. Chúng tôi đã được đến thăm các cụ gọi là lính cụ Hồ và đã được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ rất là tự hào và đã phấn đấu là đã trở thành là con người, con ưu tú của xã nhà, là cũng là xứng danh là lúc nào cũng là mãi mãi là anh bộ đội cụ Hồ. Muốn thắng địch phải đưa pháo đi xa, khiêng kéo pháo vào gần địch mà bắn, trăm phát trúng cả trăm thì đồn nào mà không hạ được. Lời nói của Bác khi tới thăm một đại đoàn pháo binh vào năm 1952 đã trở thành tư tưởng chỉ đạo tác chiến, phương châm hành động và quyết tâm chiến đấu của bộ đội pháo binh. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi khẩu pháo nặng hàng mấy tấn thép được kéo lên dốc, xuống dốc trên những cung đường quanh co, đoạn thì dốc cao, đoạn thì vực sâu thẳm. Vực nào sâu bằng khí gầm tủ, kéo pháo đi vẫn cung sợ, mặc dù bom đạn cháy bốc cháy trung quen mình cũng phải được, cứ đi hồ vô ra nào kéo pháo ta vượt qua điều vô ra nào kéo pháo ta vượt qua núi hồ vô ra nào kéo pháo ta vượt qua đều.